Winnie chào các bạn. Bây giờ Winnie sẽ gói cái đơn hàng một khách hàng rất là vui tính các bạn. Anh ấy đã đặt một cặp con cắm cổ cắm xe và một cặp găng tay MMA Wollong loại 6 ngón. Đó, anh đã đặt cái đơn hàng này. Nhưng anh có hỏi mình một câu rất là vui tính các bạn, là cái cặp găng này khi chúng ta đeo vào, chúng ta có thể cầm nắm được cái cây đòn côn để chúng ta đánh hay không? Đó, cái câu hỏi này mình cảm giác là rất là mắc cười, nên mình sẽ quay lại video này để chia sẻ cùng các bạn luôn. Đó, và cũng muốn cho anh ấy thấy được luôn, anh ấy cũng muốn mình quay cái cách mà khi mà mình cầm, mình đeo, anh không tin mình nói mình đeo, xong mình cầm cái cây đòn côn mình đánh vẫn được. Anh không tin, anh kêu mình làm video đi, làm video và quay lại cái video đó cho anh xem tự mình đánh như thế nào. Đó, mặc dù anh đặt cái đơn hàng này rồi, anh có không biết anh đặt về anh có đeo găng để anh cầm cái cặp đòn côn ra đánh hay không đó, hoặc là anh đeo găng lúc nào đó anh tập bằng đeo găng riêng và lúc cầm cái đòn côn đánh riêng, là cái đó cái ý muốn của anh. Còn nhưng mà anh vẫn thách thức mình là cầm đeo cái cặp găng MMA này và đeo cầm cái cặp đòn côn nó đánh cho anh xem là như thế nào đó. Mình cũng nên, cho nên mình sẽ quay lại video này cho anh xem thứ nhất, và muốn chia sẻ cho các bạn luôn, cho các bạn thấy luôn cái độ vui tính nó như thế nào. Rồi mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi, bởi vì cái cặp vô lông này, cả cặp găng sào ngón MMA này nó rất là thoải mái. Khi chúng ta cầm nắm cái tay này, chúng ta có thể cầm được tay đối phương, thì khi chúng ta cầm cái cặp đòn côn có gì đâu mà khó, đúng không các bạn? Với cặp đòn côn nó đâu có lớn bằng của tay của đối phương đâu, đúng không các bạn? Nên tay mình có thể cầm được thì cái cặp đòn côn nó rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ thị phạm cho anh xem luôn, mình sẽ test thử cho anh xem coi thử mình có nói xạo hay không đó, và nó có bị vướng víu cái gì hay không. Mặc dù anh đã lấy cái đơn hàng này rồi, anh đã đặt cọc tiền đầy đủ hết rồi, mình chỉ cần chuyển qua cho anh nữa thôi, nhưng mà mình sẽ quay lại đó, quay lại xem như thế nào. Đây là mình đeo cái cặp găng MMA boxing vô lòng vô nè, nó không đánh đánh nè. Đó, bây giờ cầm cái cặp đòn côn đây các bạn, nó hơi đúng là nó không có thoải mái bằng cái lúc mình không có đeo tay găng tay vô, mình cầm tay không, bởi vì khi chúng ta tập với cái đòn côn các bạn thì chúng ta phải có cái độ dẻo của cái cổ tay để chúng ta đánh với cái đòn côn này, cái cổ tay chúng ta nó phải dẻo đó, cổ tay chúng ta phải dẻo. Nhưng khi chúng ta đeo cái cặp găng MMA này vô là cái cổ tay của chúng ta này sẽ không được lắc lư một cách thoải mái nhất giống như là khi chúng ta để tay trần đó, bởi vì cái mục đích của cái găng MMA thì nó sẽ những cái găng tay boxing hay là MMA, nó mục đích của nó là bảo vệ cổ tay của chúng ta, tạo thành một cái khói hướng về trước, nó không cho chúng ta cử động nhiều khi chúng ta tác động vào một lực vào đối phương hay là vào bất kỳ nơi nào đó, thì cổ tay chúng ta đã giảm một cái lực sát thương, cái độ cong cái tay lại rất là nhiều, nên giảm chấn thương. Mà bây giờ mà chúng ta sử dụng bằng cái đoạn côn này, cổ tay chúng ta lắc rất là nhiều các bạn. Nhưng mà đó, làm sao chúng ta có thể linh hoạt bằng cái lúc chúng ta không có đeo, đúng không các bạn? Nhưng mà mình vẫn đánh được cho anh xem. Này, chúc mừng các bạn. Mình sẽ bây giờ lên thị phạm luôn, đánh không cho các bạn thấy luôn. Đây, đó, vẫn sử dụng đoạn côn được bình thường. Này, các bạn, 1, 2, chặn đỡ, đánh, các bạn, đó, đánh nè. Nhưng mà đó các bạn, bạn thấy không? Nhưng mà khi chúng ta đánh với cái đòn côn, khi chúng ta đeo cặp găng MMA này vô, thì chúng ta chỉ đánh được những cái đòn vụt, những đòn cơ bản thôi. Đó, những cái đòn cơ bản, tấn công cơ bản, vụt xéo, vụt ngang cơ bản. Chứ chúng ta không thể nào mà biểu diễn linh hoạt cái tay của chúng ta bằng cái lúc chúng ta không đeo găng được. Đó. Mình làm cái clip này mình quay cho anh ấy xem đó, đó không anh đánh rất là hay đó. Ai nói đánh không được đâu. Rồi clip này cũng chỉ vui thôi. Bây giờ mình sẽ ship cái gói cái hàng này đi, mình ship cho anh đó. Rồi cảm ơn các bạn xem cái video hài hước của mình. Các bạn có nhu cầu thì đặt mua những cái này,
thì những cái đoạn con hoặc là cặp găng tay như thế này thì các bạn hãy liên hệ với mình nhé, cái số điện thoại trên màn hình đó các bạn, hoặc là các bạn có thể vào shop kung fu đó, shop kung fu.vn của mình để các bạn có thể theo dõi tìm hiểu nhiều cái sản phẩm trên đó nhé các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn, bấm nút đăng ký ở phía dưới các bạn, ông Lý Tú Long các bạn. Rồi, chào các bạn.